Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao ngừng trôi. Đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hé nụ cười. Người ơi em có hiểu được anh không? Thẫn thờ yêu em nhiều lắm, ước mong thời gian sẽ quay trở lại để anh được nói với em thêm một câu, rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau thì em có cần tay anh ôm em thật lâu. Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui, ở nơi xa ấy có nắng dù còn anh sẽ nhớ mãi nụ cười ấy, chờ nghe những lời yêu thương chiều mến anh ơi. Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao ngừng trôi. Đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hé nụ cười. Người ơi em có hiểu được anh không? Lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm, ước mong thời gian sẽ quay trở lại để anh được nói với em thêm một câu, rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau thì em có cần tay anh ôm em thật lâu. Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui, ở nơi xa ấy có nắng du tình em, còn anh sẽ nhớ mãi nụ cười ấy, chờ nghe những lời chiều mến anh mơ. Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui, ở nơi xa nhớ mãi nụ cười ấy, chờ nghe những lời yêu thương chiều mến anh mơ, chờ nghe những lời yêu thương chiều mến anh mơ. Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao ngừng trôi. Đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hé nụ cười. Người Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.